Việt Nam sẽ là một trong những thị trường đầu tiên trên thế giới mở bán hai mẫu điện thoại mới nhất của Samsung hiện nay là Galaxy S9 và S9 Plus vào ngày 16 tháng 3 năm 2018. Các phiên bản cùng giá bán lẻ đề nghị lần lượt như sau: Samsung Galaxy S9 64GB có giá gần 20 triệu đồng với hai màu đen và tím. Samsung Galaxy S9 Plus 64GB có giá gần 23,5 triệu đồng. Samsung Galaxy S9 Plus bản dung lượng 128GB có giá gần 25 triệu đồng. Bộ đôi S9 và S9 Plus sở hữu camera khẩu độ kép cho hình ảnh sắc nét và rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Máy được trang bị biểu tượng cảm xúc AR Emoji mới, loa âm thanh nổi, màn hình vô cực Infinity Display cùng với các phương pháp bảo mật sinh chắc học an toàn cho người dùng.